Hai vòi hộ em cái nào. Bên này khỏe hơn này. Bên này bếp nhỏ hơn đúng không? Mà dòng này nó êm, dùng nó nhẹ nhàng như thế này. Nó nhẹ nhàng, không âm thanh. Nó êm dịu. Luôn luôn giữ ở ngưỡng là 3.300, tức là áp suất tối đa.